Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lvrev Vyacheslav Mikhailovich đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Nhiệt liệt hoan nghênh chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lvrev Vyacheslav Mikhailovich sang thăm làm việc tại Việt Nam và tới thăm nhà Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong dịp hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lvrev Vyacheslav Mikhailovich và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc hội đàm thành công. Tin tưởng từ kết quả cuộc hội đàm sẽ có nhiều hợp tác quan trọng, hữu ích giữa hai bên trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi tăng cường, mở rộng quan hệ với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Lvrev Vyacheslav Mikhailovich cho biết, tại Liên bang Nga, Tòa án tối cao là chủ thể sáng kiến lập pháp. Trong khoảng 30 năm qua, Tòa án tối cao Liên bang Nga đã có 187 lần trình dự thảo luật ra Quốc hội, trong đó đã có 108 dự thảo đã trở thành luật, đạt khoảng 58%. Ngoài ra, theo pháp luật Liên bang Nga, khi Quốc hội xem xét các dự thảo sửa đổi, bổ sung luật hình sự, luật tố tụng hình sự, thì bắt buộc phải có ý kiến của Tòa án tối cao Liên bang Nga. Ngoài công tác lập pháp, Tòa án tối cao Liên bang Nga còn có nhiều hình thức phối hợp khác với lưỡng viện của Quốc hội Liên bang Nga, nhất là trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, áp dụng pháp luật. Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam, tin tưởng việc trao đổi đoàn các cấp sẽ tiếp tục được hai nước thúc đẩy trong thời gian tới. Đồng thời hoạt động giao lưu nhân dân cũng tiếp tục phát triển vì người dân Nga rất muốn đi du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam.